quê quê mà mạnh hơn giờ nãy nữa quê. Mày nói mày là ai? Tao quân tại sao biết tao? Mày là thằng quỷ nào? Ngọc Hoàng ở ngoài. Mày quánh cái chết à nha. Mày không giữ ta. Ngọc Hoàng ở trên trời. Đúng. Râu dài. Chính xác. Đội mão. Ừ. Ngọc Hoàng đeo bông. Ngọc Hoàng đeo bông mày. Tao xạo không à? Suốt trần gian làm style gì đâu không? Nó bỡ quá mày ơi, để tao đi lại tao dâng tao lại. Nè, tao quân, hãy xem đây. Gì nữa, tao quánh chết. Ngọc Hoàng, thượng đế cái đăng, thần có mắt như không có trọng, xin Ngọc Hoàng tha thứ tội. Không biết không có tội. Tả quân đứng lên nghe ta hỏi. Dạ đứng không được. Tại sao đứng không được? Đạp giày sao đứng? Ủa, xin lỗi. Đứng lên nghe ta hỏi nè. Dạ đối ơn Ngọc Hoàng. Nè, tại sao áo màu trên tay nhà ngươi không mặc, lại mặc áo sơ mi còn xé rách ly ti? Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Nói. Vì nhà thần đây đã bán từ lâu rồi nên không còn chỗ ở. Nghe ta hỏi một câu, tại sao ngươi bán nhà sống thì ngươi làm gì? Con có bán được đâu, nhà thì nhà người ta. Thì ra mày ở kia. Tao nói Ngọc Hoàng nghe. Ngọc Hoàng đáp thật. Để biết ta Ngọc Hoàng còn dám xin tao. Xin tao nào? Mới cả chữ tao đúng mà con. Cái tao không biết ca cũng bày đặt ca luôn. Nè, đứng đây nghe ba ca một hỏi nha. Dạ. Nghe kỹ nè. Tao cái chỗ đó, cái nốt nó nghe cái đâu phải nốt sắt đâu. Cho phép nhà ngươi ca với tao á. Dạ đợi ơn Ngọc Hoàng. Ca đi. Tao nói Ngọc Hoàng nghe. Người ta tát cho mặt cái bóp. Ủa tại sao người vợ quýnh chồng mình? Bà nói cái toilet ở đằng kia kìa.
còn cái này là cái tủ lạnh. Nhậu mà nhìn tủ lạnh thành toilet luôn. Tủ lạnh mà bình thường chứ sao? Bữa ông nhìn lộn cái tủ quần áo luôn. Rồi sao? Sáng ra bà vợ phơi đồ đầy sân. Trời đất ơi. Rồi nè, tại sao người vợ không quy củ gặp mình? Bà vợ bận lắm. Bà bận cái gì? Nghiên cứu. Nghiên cứu bất động sản hả? Số đề. Ủa là sao? Bà vợ có nghiện đề. Nghiện đề? Dạ. Rồi sao? Bà ngủ khi nào nằm chim bao bà mới thích. Nằm chim bao bà ngủ tiếp. Có bà giờ có thấy chim bao chưa? Có bữa bà nằm chim bao bà kể với bà hàng xóm thằng nghe được nè. Sao? Bà nói bà ơi, tôi nằm chim bao tôi thấy chiếc xe chạy một cái tốc độ trăm cây số giờ. Tự nhiên có thằng nhỏ băng qua đường, chiếc xe thẳng kì quanh heo. Chiều sổ gì? Chiều sổ két. Ủa sao chiều sổ két? Tại vì chiếc xe thắng là thắng két két chứ không phải thắng két két. Rồi bán nhà luôn rồi. Trời đất ơi, chồng thì ghiền rủ, vợ thì ghiền đề. Bán nhà bán cửa con cái ai lo? Ăn học nhà nước lo. Ê, dớt dát thì thằng nhỏ đi học nhà nước lo. Dạ. Nó học trường nào? Trung tâm cai nghiện. Đó, phải học ở dưới trường nào hả? Nó chơi xì ke. Nó chết luôn cái chơi. Ủa vậy thì gia đình nó tan nát lúc đường một đâu? Thần ra gầm cầu ở sao gia đình nó còn nguyên. Rồi tháo có chích không? Không đủ, nhỏ chích lấy đâu tới thần. Đúng rồi. Dạ, dạ, dạ thấy nhỏ chích tội nghiệp quá Ngọc Hoàng ơi. Ừ, cá cây có quân gần bùng mà chẳng nuôi tan mùi mùi. Dạ. Nè, có quân đã đến lúc có đi về trời, có quân ở lại đây ghi chép tất cả mọi sự việc năm sau về đó để ta rõ cũng chưa? Dạ, trước khi Ngọc Hoàng về trời, Ngọc Hoàng có lời gì nhắn nhủ với người trần gian không? Có chứ, trước khi về trời, Ngọc Hoàng đã xin chúc cho tất cả bà con làm ăn phát tài, dạng sự như ý. Xin chúc, xin chúc. Dạ, chú Nhí và Đăng Tha xin chân thành cảm ơn sự tư dẫn vì rất nhiều Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn nó rất là duyên dáng của nhóm hài Dũng Nhí. À, quý vị thân mến và liên tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với làn diễn làn điệu mùa mà của con phòng cổ. Và xin quý vị cùng chào đón ra sân khấu tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bích Nga. Dạ, thưa mọi người, đầu tiên Bích Nga xin gửi lời chào đến quý cô bác, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và như tụi tôi là Bích Nga xin hát các con phòng cổ.